Chưa cho chị Mai. Anh thôi. Hồi nào em lấy luôn. Trời ơi, tôi ăn lâu rồi. Chuẩn bị ăn cơm chiều rồi, giờ mới hỏi ăn cơm trưa chưa. À, cái gì là em ăn cơm trưa trễ vậy? Ừ, mấy giờ rồi?
bóp cho ít bông rồi đi nhiều. Bao lâu rồi em chưa đi vậy em? 3 tuần rồi. Đi mụn lâu nó chai hết rồi. Tuần sau ghé nó liên tục nữa nha. 2-3 lần rồi cho nó hết đi. Chị mà đi lâu này đi nó chai hết mụn luôn á. Nhà có sốt thuốc không? Không có. Ừ. Cho miếng bông nhúng nước đi nhớ. Sao chuẩn bị cho chị, lúc nào chuẩn bị cho chị một cái đây. Bông nhúng nước. Bữa sau khi nào có con live chị quay phim thì cứ chuẩn bị cho chị cái miếng đây. Đỡ phải kêu.
Chính xác luôn mặt chị ạ.